cái cáu, sao mà lại làm theo cái việc là dở dở ngương. Đi vào, đi ra. Xẹo với lồi, tự làm ăn xem. Đi về đằng đây. Kia. Lồi. Đúng rồi, chơi đằng đấy thôi. Mẹ con này toàn ấy. Lúc mà nó hay có cái duy nhất ở góc đấy thôi và ngồi yên xuống. Để chỉ quay ở đúng góc đấy thôi. Đấy. Chìm lúc luôn là nó lại như này. Khẹt khẹt á? Ừ. Mà lúc nó bị chả phải gì mà nó ra, nó nổ, nó thế. Là cái tính nó như thế à? Sẹo đời này đẹp dai rồi đấy. Thay lông xong là đẹp dai rồi. Sao nhỏ quá. Lần này cho ghép lần này nữa là lần sau là phải ghép được khác rồi. Để mấy hôm nữa cầm con đực mới lên. Lần sau là phải một loạt ghép được khác rồi đấy. Khả năng cầm con vẹn lên. À, vậy lần là con chó nó yếu. Con lồi này nếu mà với đỏ thì tỷ lệ ra đỏ vô cùng cao. Cái còn đang muốn đực vờn hay sao mà ấy thế nhỉ? Cặp này là đợt vừa rồi có con đực này nông tốt đây. Vẫn chưa thực sự là chịu mở cái thì lại kiểu khịu không qua, chưa phải là theo kiểu quyết liệt phải vô cùng nhiệt tình. Đang thì nắn và chỉnh. Uống nước. Thôi, ở đằng này thôi. Cái cáu. Sao mày lại làm theo cái việc là dở dở ngương. Cái cáu, sao mày làm theo cái việc là dở dở ngương. Đấy, đấy là các đang trách đấy. Mà với những con cái cáu bẩn ấy, mà những con cái mà tính nó cáu ấy thì có thể là sẹo vẫn chưa thực sự nhiệt tình lắm. Đi vào, đi ra. Toàn ơi, bao la. Ra cầm cái biển này che ở, để xếp vào chỗ cửa đấy. Chứ nó không còn nó bị lóa ấy. Bởi vì đằng sau nó có nguồn sáng. Ê, nhìn nét hẳn luôn.
zoom. Đấy. Đấy. Cho chơi ở ngoài này mấy phút nữa. Không thèm quan tâm luôn. Được mà khi mà đã xong việc là nằm yên một chỗ luôn, không cần quan tâm. Cái nào muốn làm gì là. Vì xong việc rồi. Đấy, cái muốn nô. Thôi xẻo ở đây, xẻo ra xẻo nịnh nó một tí đi. Xẻo ra xẻo nịnh nó một tí đi. Hả? Ai lại xong việc rồi thôi là phải luôn đấy, còn nói năng gì. Nè, hai đứa ra đây nè. Đấy, chơi với nó tí. Ok. Rồi, xẻo đẹp dài, quá đẹp dài luôn. Sợ. Bây giờ coi như là lông đã xong. Còn tí lông cũ này. Ok. Rồi chắc nick luôn. Năn cái chơi đằng này thôi. Chào lâu nhá. Ok. Cái này nó không ấy được, cái này là cái được trải lông bình thường thôi. Cái kia nó mới trải móc lông. Hát chỉ, hát chỉ, hát chỉ. Video nhìn trông rất xịt. Rất lét. Kéo mà. Quay mở thịt. Quay uống chó đó. Bắt nét. Nhật Bản ngày xưa là ngày xưa điện thoại của nó cũng tương đối nổi tiếng, là về sau sang dùng điện thoại thông minh để chết hết. Bà là Slick cũng chết, Soli cũng chết. Không chạy theo được, tắt cái đây đi, quay bằng cái này. Chú Hoàng nó hay có cái tính này.